với thầy trò viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Sau màn trình diễn thật sự là rất ấn tượng của Sport Center One ở lượt trận vòng bảng, chúng ta là đội bóng duy nhất bất bại sau những trận đấu tại vòng bảng, và ngày hôm nay chúng ta chạm trán với một đối thủ mạnh mang tên Liao Ninh Đông Hua. Đội bóng ngày hôm nay xuất phát với sơ đồ quen thuộc của họ, những cái tên trong đội hình gồm có phụ công mặc áo số 3 Cheng Wen, đối truyền số 4 Sun Shi Yo Chuan, số 5 là chủ công Si Bing Thong, số 7 đội trưởng truyền 2 Sun Hai Ping, gương mặt rất quen thuộc trong đội hình của Liao Ninh Đông Hua, người đã từng chạm trán với đội tuyển Việt Nam tại ABC Cup năm ngoái. Số 13 phụ công Wang Lujia và chủ công mặc áo số 16 Lin Xin Yu, huấn luyện viên trưởng của Liao Ninh Đông Hua là ông Yoshida Toshiaki, huấn luyện viên người Nhật Bản. Còn đây là danh sách xuất phát của Sport Center One. Đội tuyển nữ Việt Nam ngày hôm nay xuất phát với một danh sách hoàn toàn mới so với 3 lượt trận tại vòng đấu bảng. Tính tới nay là trận đấu thứ 4 và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chưa có bất cứ trận đấu nào sử dụng nguyên đội hình xuất phát cho những trận đấu đã qua. Đội xuất phát ngày hôm nay có nhiều điểm tương đồng và chỉ có một sự thay đổi so với đội hình ra quân của Sport Center One khi chúng ta chạm trán với Pekan Iran ở lượt trận đầu tiên tại ABC Club năm nay. Đội trưởng chủ công Trần Thị Thanh Thúy mặc áo số 3, phụ công Trần Thị Bích Thủy mặc áo số 9, đối truyền mặc áo số 11 Hoàng Thị Kiều Trinh, số 19 truyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh, số 20 chủ công Trần Tú Linh và phụ công mặc áo số 22 Lý Thị Luyến. Sự thay đổi người duy nhất của huấn luyện viên Tuấn Kiệt so với lượt trận đầu tiên khi chúng ta có được thắng lợi khá chật vật trước Pekan của Iran, đó là Đinh Thị Trà Giang nhường chỗ cho phụ công Lý Thị Luyến. Chúng ta sẽ là những người phát bóng trước để mở màn cho cuộc đọ sức đáng chờ đợi ngày hôm nay. Có thể thấy trên khán đài của nhà thi đấu Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thì không còn quá nhiều ghế trống nữa. Thực tế để có được tấm vé góp mặt trong hội trường ngày hôm nay cổ vũ cho cả hai đội bóng là một cái gì đó rất khó khăn và là một niềm vinh dự cũng như may mắn với các cổ động viên. Truyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh sẽ mở màn cho trận đấu này. Lâm Oanh đang là người có phong độ rất tốt tại ABC Club 2023. Tấn công sau đầu, cú đập bóng của Kiều Trinh và điểm đầu tiên dành cho Sport Center One. Một sự mở màn có thể nói là đầy hứng khởi dành cho thầy trò huấn viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đại diện của Trung Quốc là một đối thủ mạnh, họ là đội bóng có chiều cao trung bình tốt nhất tại ABC Club năm nay. Một đội bóng chuyên đánh tầm cao nhưng họ cũng có những yếu điểm. Thanh Thúy, tình huống tấn công ở vị trí số 2, pha phòng thủ thành công của Kiều Trinh, nhưng đây tiếp tục sẽ là cơ hội tấn công dành cho đại diện của Trung Quốc hàng sau. Đó là cú đập bóng tốt giúp cho Liao Ninh Đông Hua sa bằng tỷ số 1 đều. Đội bóng này là cựu vô địch của giải vô địch quốc gia Trung Quốc, nhưng ở mùa giải năm nay thì họ chỉ đứng ở hạng 7 mà thôi, cũng không phải là một trong những đội bóng mạnh nhất của Trung Quốc, cường quốc bóng chuyền nữ số 1 tại châu Á. Và nói điều đó để thấy cơ hội vẫn còn rất nhiều cho chúng ta để có thể giành chiến thắng trong cuộc đọ sức này. Cú đập bóng tốt của Thanh Thúy giúp cho Sport Center One nâng tỷ số lên 2-1. Các mũi công của chúng ta đang thi đấu rất tự tin. Thanh Thúy và Kiều Trinh là những người đã ghi điểm đầu tiên trong trận đấu này. Đây cũng là những mũi công lợi hại nhất của Sport Center One mà thực chất là đội tuyển nữ Việt Nam tại giải đấu năm nay. Thanh Thúy đang là người có được khả năng ghi điểm tốt nhất sau lượt đấu tại vòng bảng với tổng cộng 74 điểm đã được vận động viên người Bình Dương ghi cho Sport Center One, dẫn đầu danh sách các vận động viên ghi điểm tại giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á Cúp VTV Cup năm nay. Cheng Wen là người phát bóng cho đại diện của Trung Quốc và chạy bài với tình huống đánh nhanh sau của Lý Luyến, và chúng ta có thêm một điểm nữa để nâng tỷ số lên 3-2. Niềm vui dành cho các cổ động viên cũng như là các vận động viên đang góp mặt trên băng ghế dự bị của Sport Center One. Bích Thủy trở lại sân để thay thế cho vị trí của libero Khánh Đăng. Bây giờ là cầu phát bóng của Lý Thị Luyến, phụ công có chiều cao tốt nhất trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam. Pha đánh biên của các cô gái Trung Quốc, chúng ta phòng thủ tốt và đây là cơ hội ghi điểm. Tình huống vào đà không đúng nhịp của Bích Thủy.
Phòng thủ bước 1 không thành công. Một cú đánh rất khó với tình huống dứt điểm chéo sân từ vị trí số 2 của đội bạn. Và pha bóng vừa rồi thì chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh mặc dù đã rất nỗ lực nhưng không thể cứu bóng, tỷ số được san bằng 3 đều. Nỗ lực cứu bóng của đội trưởng Thanh Thúy rất đáng tiếc cho Sport Center One. Chúng ta vừa mất thêm một điểm nữa. Nhưng khoảng cách giữa hai đội lúc này cũng chỉ là một điểm mà thôi. Trần Thị Thanh Thúy thực sự là một sự khác biệt trong đội hình của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Vận động viên có đẳng cấp châu Á, có nhiều năm thi đấu ở nước ngoài. Cho tới thời điểm này thì Thanh Thúy là vận động viên xuất ngoại nhiều nhất trong số các vận động viên bóng chuyền của Việt Nam. Bích Thủy! Bóng ra ngoài! Điểm dành cho các cô gái Việt Nam. Và đội bạn có vẻ như đã quyết định xin khiếu nại. Họ nghĩ rằng bóng đã chạm tay chắn của chúng ta. Lần khiếu nại đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Trận bán kết giữa Sport Center One của Việt Nam và Liao Ninh Đông Hua của Trung Quốc. Rất hồi hộp liệu bóng đã chạm tay chắn của chúng ta hay chưa. Trong mỗi xét đấu thì các đội bóng sẽ chỉ được có 2 lượt khiếu nại sai. Dù không bị giới hạn lần khiếu nại, nhưng sau mỗi lần khiếu nại sai thì họ sẽ bị trừ đi số lượt khiếu nại của mình. Bóng không chạm tay chắn và điểm dành cho Việt Nam. Tuyệt vời. Như vậy là ở xét đấu thứ nhất này thì Liao Ninh Đông Hua chỉ còn lại 1 lượt khiếu nại sai nữa thôi. Bóng cách rất xa tay chắn của chúng ta. Cú phát bóng của Kiều Trinh. Phát bóng ghi điểm trực tiếp. Hoàng Thị Kiều Trinh vừa giúp cho Sport Center One nâng tỷ số lên 5-4. Ở trận vòng bảng thì Kiều Trinh chính là mũi công ghi được nhiều điểm thứ hai sau Thanh Thúy với 39 điểm đã ghi được. Và ngày hôm nay thì đối chuyền mang áo số 11 vẫn đang thi đấu rất tự tin. Tấn công biên. Những cú đánh chéo sân, bóng ngắn rất khó chịu của các cô gái Trung Quốc. Và đây chính là bài toán mà chúng ta cần phải tìm ra lời giải trong những diễn biến tiếp theo. Liao Ninh Đông Hua với chiều cao trung bình lên tới 1m84. Họ là đội bóng chuyên đánh tầm cao và cũng sở hữu một hàng chắn tốt. Bích Thủy! Cú đánh y! Trọng tài biên xác định bóng ra ngoài. Tình huống đánh bóng dọc biên không thành công của phụ công Bích Thủy. Hai đội đang tạo ra một thế trận giằng co, giành nhau từng điểm một ngay từ những diễn biến đầu tiên của trận bán kết này. Đối thủ vừa có thêm một điểm nữa. Lần đầu tiên trong cuộc chạm trán ngày hôm nay, cách biệt giữa hai đội là 2 điểm. Và tấn công trực diện của đội trưởng Thanh Thúy đã không vượt qua được các tay chắn bên phía Liao Ninh Đông Hua. Sau đầu, đó là cú dứt điểm tốt của Bích Thủy. Kể từ đầu trận đấu cho tới giờ thì Sport Center One đang sử dụng rất nhiều những miếng đánh với những tình huống chuyền bóng sau đầu của Lâm Oanh. Bích Thủy và Kiều Trinh đều có được những tình huống dứt điểm tốt ở vị trí số 2 với những tình huống đánh nhanh sau và bay sau. Đối phương cũng vừa có một tình huống đánh bóng ở vị trí số 2. Thanh Thúy! Đập bóng mạnh của Thanh Thúy nhưng chưa có điểm cho Sport Center One. Chắn bóng tốt. Và điểm dành cho Sport Center One. Bóng chưa qua lưới ở tình huống vừa rồi và đó là lỗi bốn chuyền của các cô gái Trung Quốc. Thực sự phải nói rằng những người đang góp mặt tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc, những người trực tiếp có mặt tại đây đang là những người rất rất may mắn để sở hữu được tấm vé góp mặt và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở trận đấu này. Các cổ động viên đã xếp một hàng dài từ đêm ngày hôm qua, chờ tới tận khoảng 8 giờ sáng ngày hôm nay để bắt đầu có thể được mua vé. Và vé cũng chỉ được bán hết trong khoảng thời gian có 1 giờ đồng hồ mà thôi. Nhiều tấm vé đã được nâng lên với giá gấp 10 lần. Bóng chưa qua lưới, như vậy là đã chạm tay chắn rồi. Lần này thì đội bạn khiếu nại thành công. Rất đáng tiếc chúng ta vừa mất một điểm khá nhạy cảm. Nhưng công nghệ Video Challenge Eyes đã xác định rằng
Đang có một chút trục trặc. Chúng ta vẫn đang giữ quyền phát bóng. Như vậy là điểm dành cho SportsCenter One. Công nghệ Video Challenge thì hiển thị là bóng chạm tay chắn. Nhưng có vẻ như trọng tài số 1 vẫn xác định đó là điểm dành cho chúng ta. Pha chắn bóng tốt của các cô gái Liên Ninh Đông Hùa. Đó chính là điểm mạnh của đối phương. Chúng ta cần phải có những tình huống tấn công ở tốc độ cao hơn để có thể đánh lừa hàng chắn cao lớn bên phía đối thủ. Những tình huống đưa bóng dài ra biên sẽ khiến cho các cô gái áo đỏ có thể dễ dàng giáp chắn. Và bây giờ sẽ là lượt technical timeout, lần hội ý kỹ thuật đầu tiên trong trận đấu này. Một sự khởi đầu có thể nói là rất thú vị. Hứa hẹn đây sẽ là một trận cầu hấp dẫn giữa hai đội bóng SportsCenter One và Liao Ninh Đông Hua. Người đang dẫn dắt đội bóng Trung Quốc đó là ông Yoshida Toshiyaki, một gương mặt rất nổi tiếng trong làng bóng chuyền nữ. Ngoài việc đã dẫn dắt nhiều đội bóng nữ tại Nhật Bản thì ông cũng có quãng thời gian dài làm việc cùng đội tuyển Mỹ trên vai trò là trợ lý và cả là huấn luyện viên trưởng trong khoảng thời gian từ năm 2001 cho tới năm 2004. Một huấn luyện viên được xếp hạng 148. Trong khi đó thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt của chúng ta đang đứng hạng 3637. Thêm một tình huống đánh bóng sau đầu tốt đâm của Bích Thủy. Tỷ số được rút ngắn xuống 7-6 cho các cô gái Việt Nam. Đánh biên. Tình huống phòng thủ bước 1 thành công. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Và bỏ nhỏ rất tinh tế của Thanh Thúy nhưng chưa có điểm cho Việt Nam. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho các cô gái áo xanh. Nhưng lần này thì hàng chắn của Liao Ninh Đông Hùa đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Họ đã bắt bài được phương án tấn công sau đầu vừa rồi của chúng ta. Và cách biệt 2 điểm lại được tái lập. Tình huống đánh bay sau của Lý Thị Luyến. Và tấn công hàng sau với tình huống bỏ nhỏ nhưng chưa có điểm cho các cô gái Trung Quốc. Bây giờ là câu trả lời của Kiều Trinh. Trọng tài xác định bóng ra ngoài và không chạm bất cứ tay chắn nào. 17. Chúng ta đang bị đối thủ bỏ cách với khoảng cách là 3 điểm rồi. Cần phải tập trung lại ngay ở thời điểm này. Thanh Thúy. Bóng đập tay chắn và đi ra ngoài. Dù có điểm trong tình huống vừa rồi nhưng rõ ràng là chúng ta có thể thấy hàng chắn của Liao Ninh Đông Hùa đang rất quan tâm tới vị trí của đội trưởng Thanh Thúy. Những tình huống nhồi bóng cho chủ công mang áo số 3 với những đường bóng dài, chúng ta cần phải dè chừng. Đánh biên. Và ghi điểm khá đơn giản của đối phương khi mà hệ thống phòng thủ của SportsCenter One đã không giữ được cự ly tốt ở tình huống vừa rồi. 11-8. Thanh Thúy. Đó chính là điểm mạnh của đối phương mà chúng ta đều đã biết ở những lượt trận đã qua. Chiều cao trung bình 1m84 và sở hữu cầu thủ cao nhất tại giải đấu lần này đó là phụ công Cheng Wen, cao 1m98, người vừa tham gia phát chắn bóng vừa rồi. Chúng ta cần sự linh hoạt và những tình huống tấn công với tốc độ cao hơn. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định xin quyền hội ý lần đầu trong xét đấu thứ nhất. Chậm lại nào, thở sâu đi, thở sâu đi, không biết đâu nhá. Cứ làm đi, đừng sợ. Nhau
Ở những trận đấu đã qua thì chúng ta thấy rằng Liêu Ninh Đông Hua họ chỉ sợ những đội bóng có tốc độ tấn công nhanh và phòng thủ tốt như Diamond Foot của Thái Lan. Những đối thủ cao lớn tới từ Kazakhstan như Antey họ không sợ. Và phối hợp đánh bài của các cô gái Việt Nam với tình huống kết thúc của Kiều Trinh, nhưng đáng tiếc là bóng lại đi ra ngoài. 13-8, khoảng cách lúc này đã là 5 điểm rồi. Tình huống bắt bước một và sau đó di chuyển rất nhanh để thực hiện pha kết thúc vừa rồi. Đó là tình huống tấn công của Kiều Trinh. Một pha đánh len rất hay của đối chuyền mang áo số 11. Hàng chắn của chúng ta cần phải hoạt động hiệu quả hơn. Liêu Ninh Đông Hua đang đánh khá nhiều ở biên 4, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra giải pháp để có thể ngăn chặn những cú đánh từ biên của đội bóng Trung Quốc. Có phát bóng của Cheng Wen. Tú Linh. Và dứt điểm đưa bóng ra ngoài sân của chủ công Trần Thị Tú Linh. Thưa quý vị là Trần Tú Linh. Điểm thứ 15 dành cho Liêu Ninh Đông Hua. Một sự khởi đầu mang lại nhiều lo lắng cho các cổ động viên Việt Nam. Bỏ nhỏ, lần này thì Kiều Trinh đã ghi điểm. Sự điềm tĩnh và bản lĩnh của Hoàng Thị Kiều Trinh đang được thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay, khi các đồng đội của cô đang bị khóa chặt, đặc biệt là các chủ công. Cho tới thời điểm này thì Kiều Trinh đang là mũi công hiệu quả nhất bên phía Sport Center One. Nguyệt Anh đã được sử dụng từ băng ghế dự bị. Một sự thay đổi của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Nguyệt Anh cũng sẽ là người thực hiện tình huống phát bóng này. Đội bạn vẫn đánh biên rất nhiều. Bích Thủy bỏ nhỏ. Chưa có điểm cho Việt Nam. Tấn công ở vị trí số 2. Một tình huống bỏ nhỏ khá khó chịu, nhưng chúng ta vẫn cứu bóng thành công. Và đây là Tú Linh. Hàng sau. Phương án tấn công của Liêu Ninh Đông Hua không quá phức tạp. Họ thực hiện nhiều tình huống tấn công biên. Những cú đánh ở vị trí số 4, những pha tấn công ở vị trí số 2 và những đường truyền cho các vận động viên tấn công sau vạch 3m. Họ không đánh nhiều ở vị trí phụ công. Technical timeout lần thứ 2 trong set đấu này. Dù tấn công không quá đa dạng, nhưng với một đội hình có chiều cao lý tưởng, đánh bóng tầm cao, thì lúc này Liêu Ninh Đông Hua vẫn đang có nhiều lợi thế trước Sport Center One. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vừa sốc lại tinh thần cho các học trò của mình, yêu cầu các cô gái của chúng ta cần phải điềm tĩnh hơn, đánh chậm hơn và tự tin hơn. Có vẻ như nhiều vị trí của Sport Center One ngày hôm nay đang nhập cuộc với tâm lý chưa thực sự được tốt lắm. Sau đầu Bích Thủy. Lại là một pha chắn bóng tốt nữa của Liêu Ninh Đông Hua. Tình huống chắn bóng với sự góp mặt của phụ công mang áo số 13 Wang Lujia và chủ công mang áo số 16 Lin Xinyu. Cầu thủ mang áo số 16 cũng đang là mũi công ghi được nhiều điểm nhất bên phía đại diện Trung Quốc. Và như vậy là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định thay truyền hai. Đoàn Thị Lâm Oanh rời sân để nhường chỗ cho Võ Thị Kim Thoa. Tú Linh. Không được rồi. Những tình huống phối hợp thiếu ăn ý của các cô gái Việt Nam. Sự thay đổi vị trí truyền hai nhằm hướng tới mục tiêu tạo ra thêm những nét đột biến trong khả năng tấn công cho Sport Center One. Chúng ta cần nhiều những đường truyền
với những pha phối hợp đánh nhanh hơn. Và đó lại là pha ghi điểm của Kiều Trinh. Kiều Trinh vẫn đang chơi rất ổn định ở trận đấu này, khi mà Khủng Long Thanh Thúy đang bị hàng chắn đối phương khóa chặt, còn Tú Linh thì đang chưa tìm được cảm giác bóng tốt nhất của mình. 11-18. Nỗ lực cứu bóng không thành công của Liao Ninh Đông Hùa. Điểm thứ 12 dành cho các cô gái Việt Nam. Trong hai trận đấu gần đây nhất thì Sport Center One đã làm rất tốt việc block đối thủ ở trận gặp Hitsamitsu Spring cũng như là Kingwell Taipei. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta đang chạm trán với một hàng chắn thực sự khủng khiếp. Vị thị Như Quỳnh cũng đã được sử dụng. Một sự thay đổi ở vị trí chủ công. Sáu đầu. Đó là cú đánh đầu tiên của Như Quỳnh nhưng cũng không qua được các tay chắn đối phương. Rất khó để vượt qua được các tay chắn có khả năng chắn bóng tốt và có lợi thế về chiều cao bên phía Liao Ninh Đông Hùa. Cú đánh vừa rồi là của Bích Thủy. Nỗ lực cứu bóng của Khánh Đang. Lại là Bích Thủy. Bích Thủy cũng đánh bóng rất tốt ở vị trí số 2. Ngày hôm nay thì vị trí mang về nhiều điểm số nhất cho các cô gái Việt Nam đang là những pha tấn công ở vị trí số 2. Đây có sự góp mặt của Bích Thủy và Kiều Trinh với những tình huống di chuyển chạy bài rất ấn tượng. Nhưng chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa vì khoảng cách lúc này vẫn đang là 6 điểm. Tình huống phát bóng tấn công của Như Quỳnh. Bóng ngoài. 14-19. Đối phương lại cho rằng bóng đã chạm tay chắn của chúng ta và họ quyết định sử dụng quyền challenge của mình. Bóng đã chạm tay chắn mất rồi. Lần này thì là quyết định khiếu nại thành công của Liao Ninh Đông Hùa. Đối thủ đang thực hiện những tình huống phát bóng hướng tới vị trí của đội trưởng Thanh Thúy. Vị trí mà họ biết rằng những tình huống bắt bước 1 không phải là lợi thế của Thanh Thúy, khiến cho chúng ta gặp khó khăn ngay từ bước 1. Pha lên bóng không thực sự thuận lợi của Thanh Thúy khiến cho chuyền hai Kim Thoa cũng không có được một đường bóng tốt cho đồng đội. Và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải xin dừng xét đấu thứ nhất lần thứ 2 để hội ý. Chia sẻ sau mỗi trận đấu thì huấn luyện viên người Nhật Bản Yoshida Toshiyaki nói rằng Liao Ninh Đông Hùa là đội bóng thường có thói quen khởi đầu chậm, nhưng ngày hôm nay thì họ đã bắt nhịp rất nhanh trong trận đấu mở màn với chúng ta. Thanh Thúy vẫn không qua được các tay chắn của đối phương. Lần này hàng chắn áo đỏ có tới 3 người. Quá khó cho đội trưởng Thanh Thúy. Lại là Thanh Thúy, lần này thì không có gì ngăn cản được chủ công mang áo số 3 nữa. 14-22. Đúng dứt điểm xuyên chắn của Thanh Thúy khi mà các vận động viên áo đỏ đã không kịp giáp chắn và chỉ có một mình cầu thủ mang áo số 7, đó là chuyền hai Shun Hai Ping, thì đương nhiên không thể ngăn cản được Thanh Thúy. Và đỡ bóng bước 1 không tốt của Liao Ninh Đông Hùa. Và đây là cơ hội dành cho chúng ta. Hàng sau, đó là cú đánh của Vi Thị Như Quỳnh. 15-22.
Đây chính là những gì mà chúng ta chờ đợi từ Vi Thị Như Quỳnh, người được tung vào sân để thay thế cho vị trí của Trần Tú Linh. Cầu phát bóng của Bích Thủy. Nỗ lực cứu bóng không thành công. Hai điểm nữa thôi thì Liao Ninh Đông Hua sẽ có được thắng lợi trong set mở màn. Khoảng cách giữa họ và Sport Center One đang là 8 điểm. Thanh Thúy rất khó để ghi điểm được với những tình huống phối hợp như vừa rồi. Thêm một pha tấn công sau đầu và lần này thì Thanh Thúy là người đã block thành công. 16-23. Khoảng cách khá lớn và thực sự là một nhiệm vụ khó khăn cho các cô gái Việt Nam ở set đấu mở màn này. Nhưng còn nước còn tát, chúng ta vẫn sẽ không bỏ cuộc. Trọng tài biên chưa ra ký hiệu nhưng trọng tài số 1 xác định đó là tình huống phát bóng ra ngoài. Điểm thứ 24 dành cho Liên Ninh Đông Hua. Và đây sẽ là cơ hội để họ có được set point. Bóng ngoài. Đổi vào điểm dành cho Sport Center One. 17-24. Cầu phát bóng của Thanh Thúy. Tình huống phát bóng tấn công của đội trưởng bên phía Sport Center One. Trọng tài biên xác định bóng ra ngoài và điểm thứ 25 đã được dành cho đại diện của Trung Quốc. Liao Ninh Đông Hua giành chiến thắng trong set đấu mở màn bằng tỷ số 25-17. Một set đấu mà chúng ta là những người đã nhập cuộc tương đối tốt với những điểm số đầu tiên. Nhưng sau đó thì đối thủ vượt lên và có màn trình diễn cực kỳ khó chịu với những tình huống chắn bóng của mình, khiến cho các tay chắn của chúng ta, trong đó có Thanh Thúy, có Tú Linh, chưa tìm ra phương án để có thể thực hiện những tình huống tấn công thắng được hàng chắn của đối phương. Điểm sáng lớn nhất trong set 1 có thể nói là những tình huống xử lý của Kiều Trinh và Bích Thủy, và chúng ta sẽ còn rất nhiều khó khăn ở phía trước. Chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục theo dõi những diễn biến trong trận bán kết giữa Sport Center One và Liao Ninh Đông Hua. Trận bán kết thứ 2 trong ngày hôm nay tại giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023 AVC Cup. Set 1 đã khép lại với chiến thắng 25-17 dành cho đại diện của Trung Quốc, trong một thế trận mà các cô gái Liao Ninh Đông Hua đã thể hiện tốt kỹ năng chắn bóng của mình.
con số thống kê cho thấy trong trận đấu đầu tiên thì đại diện Trung Quốc đã có tới 9 điểm từ những tình huống block. Họ ghi được 9 điểm trong những tình huống tấn công và có một điểm ace. Chúng ta có 2 tình huống giao bóng ăn điểm trực tiếp, 11 tình huống tấn công ghi điểm và chỉ có 2 điểm block mà thôi. Số lỗi của chúng ta cũng nhiều hơn đối phương, chúng ta mắc 6 lỗi so với 2 của đối thủ. Quý vị đang theo dõi trực tiếp cặp đấu giữa Sport Center One và Liao Ninh Đông Hua trên kênh truyền hình All Sport News của VTV Cup cũng như là ứng dụng On Plus của chúng tôi. Để theo dõi trọn vẹn trận đấu này thì quý vị hãy bật ngay kênh All Sport News hoặc tải ứng dụng On Plus để theo dõi một cách trọn vẹn toàn bộ giải đấu AVC Club 2023. Bây giờ sẽ là những diễn biến của set 2. Chúng ta lại mở đầu với một điểm đầu tiên, và đó là cú đánh của Nguyễn Thị Trinh. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong set đấu thứ hai khi tung phụ công Nguyễn Thị Trinh vào sân. Vì Thị Như Quỳnh vừa thực hiện pha phát bóng ra ngoài. Những tình huống phát bóng tấn công ngày hôm nay của chúng ta chưa hiệu quả. Mong muốn phá bước một của đối phương nhưng cũng trở thành con dao hai lưỡi, khiến cho Sport Center One đang mất một số điểm đáng kể. Tiếp tục là tình huống chắn bóng tốt của hai cầu thủ mang áo số 13 và 16, đó là phụ công Wang Luya và chủ công Lin Xinju. Số 13 cao 1m87, còn cầu thủ mang áo số 16 thì cao 1m83. Người phát bóng là Chiang Wen, phụ công mang số áo 3 cao 1m98. Và phòng thủ bước một tốt của Khánh Đang, nhưng tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho Liao Ninh Đông Hua. Và phối hợp đánh chồng hay của các cô gái áo đỏ. Tình huống kết thúc là của Lin Xinju. Điểm dành cho Việt Nam. Trong trận đấu thuộc lượt trận cuối vòng bảng thì đại diện Trung Quốc cũng có được thắng lợi trong set 1 trước Diamond Foot của Thái Lan, nhưng sau đó họ thua liền 3 set. Khi mà Thái Lan tổ chức tấn công nhanh và lừa được hàng chắn cao lớn bên phía đối phương thì cũng là lúc mà Liao Ninh Đông Hua đánh mất thế trận của mình. Đó là điều mà chúng ta cần phải có trong trận đấu ngày hôm nay. Khi rơi vào hoàn cảnh hiện tại, đối phương đang duy trì miếng đánh rất quen thuộc với chiến thuật phát bóng vào vị trí của Thanh Thúy. Kiều Trinh cũng không thể vượt qua được các tay chắn của đối phương. Thật sự là rất khó khăn khi hàng chắn của Liao Ninh Đông Hua đang chơi quá tốt trong trận đấu này. Đã xử lý bước một không thành công của đội trưởng Thanh Thúy. Trong lượt trận cuối cùng ở vòng đấu bảng thì chúng ta đã thấy dấu hiệu mệt mỏi của Thanh Thúy khi liên tục phải cầy ải trong 3 lượt trận liên tiếp và gần như thi đấu trọn vẹn ở trên sân. Ngày hôm nay thì không biết thể lực của Thanh Thúy đã hồi phục được bao nhiêu phần, nhưng rõ ràng là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đang không có được phong độ tốt nhất trong trận đấu này. Liên tục bị đối phương bắt bài với những cú đánh ở vị trí số 4. Và những pha xử lý bước 1 của Thanh Thúy cũng đang bất ổn. Đương nhiên xử lý bước 1 không phải là sở trường của chủ công mang áo số 3 cao 1m93 bên phía Sport Center One. Đánh biên. Hướng đánh bóng trên chắn của Thanh Thúy nhưng lực là chưa đủ để mang về điểm cho Sport Center One. Hướng đánh biên thu thành công của chủ công mang áo số 16 Lin Xinju.
Cầu thủ này đã ghi được tới 60 điểm sau các trận đấu tại vòng bảng và là mũi công mạnh nhất bên phía Liao Ninh Đông Hua trước khi bước vào trận đấu này. Và bỏ nhỏ vừa rồi là của Lý Thị Luyến. Thanh Thúy tiếp tục là tình huống tấn công của Sport Center One. Lần này là Kiều Trinh. Điểm dành cho Việt Nam. Trọng tài bắt lỗi dính bóng. Thực sự là khó chịu với hàng chắn cao lớn bên phía đối phương. Rất khó khăn cho các mũi công của Sport Center One. Và phát bóng tốt của Kiều Trinh. Chắn bóng thành công. Một mình Thanh Thúy đã block thành công tình huống tấn công ở vị trí số 2 của đối phương. Điểm thứ 4 dành cho các cô gái Việt Nam ở trận đấu này. Để theo dõi trọn vẹn những diễn biến của trận đấu ngày hôm nay, quý vị hãy bật ngay kênh All Sport News hoặc tải ứng dụng All Plus. Và tấn công từ hàng sau của Kiều Trinh. Đây là Như Quỳnh. Bây giờ là câu trả lời của Liao Ninh Đông Hua. Trọng tài cho điểm các cô gái áo đỏ. Lần hội ý kỹ thuật đầu tiên trong set đấu thứ hai. Và đại diện Trung Quốc đang có lợi thế là 4 điểm ở set đấu này. Kiều Trinh đã được rút ra. Và bây giờ người vào sân thay thế là đối chuyền Đoàn Thị Xuân. Tiếp tục những sự thay đổi người bên phía Sport Center One nhằm cải thiện về mặt thế trận trong một trận đấu mà chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Thanh Thúy. Điểm dành cho Liao Ninh Đông Hua. Lọt vào bán kết tới thời điểm hiện tại cũng đang là thành tích tốt nhất của các đội bóng Việt Nam ở sân chơi ABC Club. Trọng tài bắt lỗi lưới của Liao Ninh Đông Hua. Điểm dành cho các cô gái Việt Nam, tỷ số bây giờ là 5-9. Nếu không có một chiếc tivi ở ngay bên cạnh mình thì ở thời điểm này quý vị cũng có thể bật kênh TikTok trực tiếp bóng chuyền để theo dõi những diễn biến của cuộc đọ sức giữa Sport Center One và Liao Ninh Đông Hua. Trận bán kết thứ hai trong ngày hôm nay. Ở trận bán kết thứ nhất thì Diamond Foot đã dễ dàng vượt qua Kingwell Taipei với tỷ số 3-0 để trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở trận chung kết của ABC Club 2023. Cái tên còn lại sẽ được xác định sau trận đấu này của chúng ta. Ví thứ Như Quỳnh đập bóng rất mạnh, bóng bung tay chắn. Cần phải có những cú đánh có lực như vừa rồi, giống như của Như Quỳnh, khi mà hàng chắn của đối phương đang hoạt động rất tốt. Những cú đánh lỏng tay không thể mang lại lợi thế cho chúng ta trước một hàng chắn như của Liao Ninh Đông Hua. Phối hợp tấn công tốt ở vị trí số 3. Và đó là tình huống dứt điểm của cầu thủ cao nhất trên sân và cũng là cầu thủ cao nhất ở giải đấu này, phụ công Cheng Wen. Mười một sáu.
Như Quỳnh. Ba tay chắn áo đỏ. Thật khó để có thể đánh bại các tay chắn của đại diện Trung Quốc. Chúng ta vẫn chưa tìm ra phương án để khắc chế lợi thế của đối phương. Như các chuyên gia đã phân tích thì Liao Ninh Đông Hùa là đội bóng có chiều cao trung bình tốt, hàng chắn rất hiệu quả, nhưng họ lại tương đối chậm chạp và sợ những đội bóng có lối chơi nhanh uyển chuyển như Thái Lan. Đó là một chiến thuật mà chúng ta có thể cũng đã nhìn ra được, nhưng ở thời điểm này chưa thể áp dụng. Như Quỳnh. Và đánh bóng nhanh ở vị trí số 3 của Nguyễn Thị Trinh. Trọng tài cho điểm các cô gái Sport Center One sau khi đối phương đã mắc lỗi tấn công hàng sau. 82. Tình huống mà có lẽ là chủ công bằng áo số 16 Lin Xin Yu đã dẫm vạch. Khánh đang phòng thủ tốt. Ví thử Như Quỳnh. Đối phương bắt bước một cũng rất ghê gớm. Và sau đó họ có điểm từ một tình huống tấn công biên. Trong khi hàng chắn của Liao Ninh Đông Hua đang hoạt động vô cùng hiệu quả trận này, thì chúng ta đang không giữ được phong độ chắn bóng như hai trận đấu gần đây khi chạm trán với Hisamitsu Spring cũng như là Kingwell Taipei. Cũng phải nói rằng với một đội bóng đánh bóng tầm cao như Liao Ninh Đông Hua thì ngày hôm nay các cô gái Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn hơn khá nhiều. 13-8 nghiêng về phía đội bóng đại diện Trung Quốc. Thanh Thúy tấn công hàng sau. Điểm dành cho Sport Center One. 9-13, khoảng cách vẫn đang là 4 điểm. Vẫn cần rất nhiều nỗ lực của thầy trò viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Liên tục là một hàng chắn với 3 người được tạo ra bởi các cầu thủ áo đỏ. Thanh Thúy vẫn không qua được các tay chắn của Liao Ninh Đông Hua. Tiếp tục là Thanh Thúy. Lần này thì Thanh Thúy đã ghi điểm với tình huống tấn công thứ 2 liên tiếp của mình ở vị trí số 4. 10-13. Cú đập bóng liên tiếp của Thanh Thúy đang mang lại sự phấn khích cho số đông cổ động viên góp mặt tại nhà thi đấu Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Như Quỳnh phát bóng. Cú phát bóng của Như Quỳnh đã phá được bước một của đối phương. Đây là cơ hội tấn công dành cho Việt Nam và đó là Nguyễn Thị Trinh. 11-13. Tuyệt vời. Chúng ta đang dần thu hẹp được cách biệt. Cần phải tự tin chơi bóng như thế này. Đây là điều mà các cổ động viên đang chờ đợi từ các cô gái Việt Nam. Pha phối hợp tấn công giữa Nguyễn Thị Trinh và Đoàn Thị Lâm Oanh. Vi Thị Như Quỳnh vẫn đang giữ được cầu phát bóng của mình. Không được rồi, bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Đổi và điểm dành cho đại diện của Trung Quốc. 14-11. Mạch lên 3 điểm liên tiếp với cơ phát bóng của Như Quỳnh đã bị chặn lại. Thanh Thúy. Bóng ra ngoài sau khi chạm các tay chắn áo đỏ. 12-14. Đối phương vẫn duy trì chiến thuật phát bóng thẳng vào vị trí của Thanh Thúy. Bây giờ Nguyễn Thị Trinh sẽ là người phát bóng. Tấn công biên. Phòng thủ thành công và đây là câu trả lời của Thanh Thúy. Đánh lỏng tay chưa mang về điểm số của đội trưởng bên phía Sport Center One. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho chúng ta. Cú đánh của Lý Thị Luyến. Chắn bóng không thành công. Đối phương đang có được một phong độ tốt trong trận đấu này, trong cả khả năng
phòng thủ trên lưới cũng như phòng thủ hàng sau. Mặc dù họ tấn công cũng không quá đa dạng, nhưng khả năng chắn bóng tốt đang giúp cho Leo Ninh Đông Hùa có được một thế trận lấn lướt trước Sport Center One cho tới thời điểm này. Nhưng Thanh Thúy vừa ghi thêm một điểm nữa để rút ngắn cách biệt. Cú đánh bóng chéo sân của đội trưởng bên phía đội tuyển Việt Nam. 13-15. Cú đánh bóng lách chắn với cái cổ tay rất dẻo của Thanh Thúy. Đoàn Thị Xuân phát bóng. Như Quỳnh tấn công hàng sau, bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. 14-15. Chúng ta đang có một thế trận ổn hơn trong trận đấu này. Và các khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc đã tỏ ra vô cùng phấn khích với những tình huống ghi điểm của các cô gái Việt Nam. Lần đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay, ban huấn luyện của Leo Ninh Đông Hùa đã phải xin dừng xét đấu để hội ý. Mọi truyền đạt của huấn luyện viên người Nhật Bản đều phải qua một phiên dịch. Và giải đấu năm nay thì cũng đã có lần những phần truyền tải thông tin từ huấn luyện viên người Nhật Bản đã không rõ ý với các vận động viên của Leo Ninh Đông Hùa. Chúng ta bước vào loạt technical timeout lần thứ hai trong set 2. Leo Ninh Đông Hùa đang có lợi thế 2 điểm trước Sport Center One. Họ dẫn trước với tỷ số 16-14. Trận đấu này thì chúng ta cũng đã tạo ra nhiều khó khăn hơn cho đối thủ, khiến cho họ lần đầu tiên phải xin hội ý. Luyến quánh đằng trước nhá, quánh lao hay là nhanh rời ra, tức là ngắn một đoạn như này thôi, em vào như này thôi để truyền hội ý, nhảy quả bóng ra đẩy ra, hiểu không nhá? Đừng ra dài quá, dài quá nó không được. Huấn luyện viên Tuấn Kiệt đang yêu cầu các học trò phải thực hiện những miếng đánh với những đường truyền ngắn hơn. Rõ ràng là những đường truyền dài sẽ giúp cho đối phương có thời gian để giáp chắn. Các cô gái Leo Ninh Đông Hùa là những người có chiều cao tốt nhưng không quá nhanh nhẹn. Chúng ta cần phải có nhiều miếng đánh nhanh hơn để khiến cho hàng chắn của đối phương không kịp trở tay. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Lin Chin Yu. Thanh Thúy, bóng trong sân. Điểm 15-16. Khoảng cách giữa hai đội là một điểm. Cú đánh trên chắn của Trần Thị Thanh Thúy. Có vẻ như đội bạn đã xin khiếu nại với tình huống bóng in out. Họ nghĩ rằng bóng đã ra ngoài sân sau tình huống tấn công ở vị trí số 4 của Thanh Thúy. Không phải, như vậy là challenge vì lỗi chạm lưới. Đối phương đã mắc lỗi. Điểm dành cho các cô gái Sport Center One. Đối chuyền Sun Chiêu Xuân trở lại sân. Đây là mũi công lợi hại thứ hai của Leo Ninh Đông Hùa ở vòng đấu bảng vừa qua. Cô đã ghi được tới 55 điểm sau 4 trận đấu. Pha phát bóng tốt của Thanh Thúy mang về thêm một điểm nữa để giúp cho Sport Center One san bằng tỷ số 16-16.
Tinh thần của các cô gái Việt Nam đã trở lại cùng với sự phấn khích của các cổ động viên góp mặt tại các khán đài của nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc. Pha phát bóng thẳng vào vị trí của libero Yang Xianan. Nhưng ngay sau đó thì đối phương đã giành lại lợi thế dẫn điểm với một tình huống tấn công ở vị trí số 2. Số 2, số 4 và hàng sau là ba miếng đánh chủ đạo của Liao Ninh Đông Hua. Như Quỳnh, pha xử lý bằng tay trái rất hay của Vi Thị Như Quỳnh. Tuyệt vời Như Quỳnh. Thủ công mang áo số 16 đã giúp cho Sport Center One san bằng tỷ số 17 đều. Một pha bóng mà hàng chắn của đội bóng áo đỏ cũng đã giáp chắn rất nhanh. Nếu thực hiện một cú đánh bằng tay phải, tay thuận thì sẽ rất khó để vượt qua tay chắn. Nhưng Như Quỳnh đã tạo nên bất ngờ ở pha bóng vừa rồi. Không được rồi. Đó là pha phối hợp không đúng nhịp giữa Lâm Oanh và Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Trinh đang bị một vết đau ở vùng gối và cũng chưa có được thể trạng tốt nhất ở thời điểm này. Cô là sự thay thế cho Bích Tuyền, người cũng đã không thể thi đấu vì chấn thương lưng. Đó là tổn thất lớn đối với Sport Center One ở giải đấu năm nay. Nhưng chúng ta đang có một màn trình diễn ấn tượng và là đội bóng duy nhất bất bại sau lượt trận vòng bảng. Mặc dù đang gặp nhiều khó khăn ở trận bán kết này, nhưng thời gian vẫn còn ở phía trước và vẫn chưa thể nói trước được bất cứ điều gì. Pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của chuyền hai Lâm Oanh. Nhiều lần ở giải đấu năm nay thì Đoàn Thị Lâm Oanh đã ghi điểm với những tình huống phát bóng của mình. Khoảnh khắc hiếm hoi, Sport Center One vươn lên dẫn trước đối thủ, tỷ số là 19-18. Tiếng hô vang Việt Nam vô địch trên các khán đài của nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc. Và thêm một lần nữa, huấn luyện viên Yoshida Toshiyaki lại phải xin hội ý. Đối phương đã tìm ra chiến thuật hợp lý cho trận đấu này, nhưng chúng ta cũng đang dần có được những sự điều chỉnh và thi đấu với sự tự tin hơn. Tiếp tục là cầu phát bóng của Lâm Oanh. Sau đầu, Như Quỳnh đã chắn được bóng nhưng bóng lại đi ra ngoài sân. 19 đều. Liên Ninh Đông Hua là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất tại ABC Club năm nay. Độ tuổi trung bình của đội bóng này là 23, trong khi chúng ta là 25. Nhưng họ lại là đội bóng có chiều cao trung bình tốt nhất ở giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023, với chiều cao trung bình là 1m84, với chúng ta là 1m76. Thanh Thúy. Đánh biên, bóng ra ngoài. Điểm 20 dành cho Sport Center One. Chúng ta đang liên tục có được lợi thế dẫn điểm, dù lợi thế đó không là quá nhiều ở thời điểm mà set đấu thứ hai đang bước vào giai đoạn nhạy cảm. Giai đoạn này thì việc hơn một điểm thôi cũng có ý nghĩa rất quan trọng, và chúng ta đang là đội bóng dẫn trước. Cầu phát bóng của Tú Linh. Bóng leo lưới khá khó chịu và sẽ là cơ hội tấn công dành cho các cô gái Việt Nam. Đội bóng của chúng ta đã xin sử dụng quyền khiếu nại cho tình huống bóng vừa rồi. Liệu đối phương đã chạm lưới hay chưa?
Nếu đối phương chạm lưới, chúng ta sẽ có được điểm thứ 21 trong set đấu này. Sau khi SEA Games vừa qua thì nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc đã được đầu tư với một khoản tiền khá lớn, lên tới hơn 40 tỷ đồng để mua sắm những thiết bị mới, lắp đặt màn hình lớn phục vụ cho công nghệ Video Challenge. Và tất cả mọi thứ đã đạt mọi tiêu chí của Liên đoàn bóng chuyền châu Á để tổ chức một giải đấu lớn như thế này. Có chạm lưới, như vậy là điểm thứ 21 dành cho Sport Center One. Một quyết định khiếu nại rất chính xác từ ban huấn luyện của Sport Center One. Khoảng cách là 2 điểm ở thời điểm này và vẫn là cầu phát bóng của Tú Linh. Tại giải đấu năm nay thì Tú Linh là người luôn duy trì được cầu phát bóng lên điểm dài nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Tấn công ở vị trí số 2. Cú đánh bóng quá tốt của đối phương. Một pha dứt điểm chéo sân đưa bóng thẳng vào vị trí số 1 bên phía hệ thống phòng thủ của chúng ta, và không có bất cứ cầu thủ nào tham gia phòng ngự ở vị trí đó. 20-21. Cú đánh vừa rồi là của Kiều Trinh. Bỏ nhỏ. Khánh Đang cứu bóng thành công. Thanh Thúy. Tình huống đánh bóng dọc biên của Trần Thị Thanh Thúy, và trọng tài xác định điểm dành cho Sport Center One. Trọng tài chính người Nhật Bản cho rằng bóng đã chạm tay chắn và đi ra ngoài. Còn các cô gái áo đỏ thì không nghĩ như vậy và họ quyết định sử dụng quyền challenge của mình. Thêm một pha bóng rất hồi hộp. Liên tiếp những tình huống mà công nghệ Video Challenge phải vào cuộc. Bóng đã chạm tay chắn rồi, nhưng không. Quan sát ban đầu thì chúng tôi nghĩ rằng bóng chạm tay chắn, nhưng xác định cuối cùng lại là không. Rất đáng tiếc cho các cô gái Sport Center One. Một tình huống đánh y của đội trưởng Thanh Thúy. Bóng chỉ cách tay chắn áo đỏ có lẽ là 1 mm mà thôi. Tỷ số được san bằng 21 đều. Nhưng chúng ta lại sử dụng quyền khiếu nại cho lỗi lưới của đối phương. Hai tình huống khiếu nại liên tiếp của hai đội bóng. Trước đó khi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cùng ban huấn luyện quyết định khiếu nại lỗi lưới của các cô gái Trung Quốc thì chúng ta đã có được một tình huống khiếu nại thành công và có điểm. Rõ ràng là thế trận trong set đấu thứ hai đã được các cô gái Việt Nam cải thiện rất nhiều. Có chạm lưới hay không? Có vẻ như không chạm rồi. Không có lỗi của các cô gái Liêu Ninh Đông Hua. Chúng ta cũng mất một quyền khiếu nại sai ở set đấu này. Và tỷ số bây giờ là 21 đều. Rất căng thẳng. Thanh Thúy. Đối phương phòng thủ hàng sau cũng rất hay. Tiếp tục là Trần Thị Thanh Thúy. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. 22-21. Hai đội đang giành nhau từng điểm một, từng điểm một. Mỗi điểm số ở thời điểm này là vô cùng quan trọng. Chưa cần biết kết quả ra sao, nhưng các cô gái của chúng ta đang có một trận đấu đầy cống hiến. Đối phương tấn công ở vị trí số 2 và cũng đã có được điểm 22. Bây giờ là cầu phát bóng của Sun Xiao Xuân. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Chúng ta có cơ hội tấn công ở tình huống này. Lại là Trần Thị Thanh Thúy.
Pha tấn công với cú đập bóng trên chắn của khủng long Thanh Thúy. 23-22 dành cho Sport Center One. Bóng vẫn đang được nhồi khá nhiều tới vị trí của chủ công Thanh Thúy. Chúng ta vẫn chưa áp dụng nhiều những tình huống đánh nhanh ở vị trí số 3. Kiều Trinh sẽ là người phát bóng. Cuộc tấn công dành cho các cô gái Việt Nam. Thanh Thúy! Bóng trong sân. 24-22 và cơ hội cho chúng ta giành set point. Tuyệt vời các cô gái Việt Nam. Và có vẻ như đối phương lại quyết định sử dụng quyền challenge cho tình huống bóng vừa rồi. Một pha khiếu nại xem bóng trong hay ngoài sân. Đây là điểm số vô cùng quan trọng ở set đấu này. Và tất cả đều đang hướng lên màn hình với những giây phút rất hồi hộp. Chờ đợi những hình ảnh được cung cấp từ Video Challenge Ice. Bóng trong rất nhiều. Không có lý do gì bóng ngoài sân cả. Đối phương cũng đã khiếu nại sai. Và chúng ta có hai cơ hội để giành set point. Kiều Trinh. Trọng tài Biên xác định bóng trong sân và điểm 23-24. Vẫn rất khó khăn để cho chúng ta có được điểm quyết định ở trận đấu này. Nhưng huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã sử dụng quyền challenge cho tình huống vừa rồi. Khiếu nại về lỗi dẫm vạch của đối phương. Lại là những giây phút rất hồi hộp. Liên tiếp những tình huống khiếu nại của cả hai đội bóng cho một set đấu ở thời điểm đã bước vào những điểm số vô cùng nhạy cảm, những điểm số rất quan trọng. Không hề dẫm vạch, đối phương bật nhảy còn cách vạch 3m khá xa. Chúng ta đã hết quyền khiếu nại trong set đấu này, nhưng điều đó không quá quan trọng. Điều quan trọng là các cô gái Việt Nam cần phải tập trung tối đa cho tình huống bóng ngay sau đây, vì chúng ta vẫn còn một cơ hội để giành set point nữa. Kiều Trinh bắt bước một tốt. Thanh Thúy! Bóng có chạm tay chắn hay không? Và trọng tài chỉ tay giành điểm cho đội tuyển Việt Nam. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Các cô gái áo đỏ thì không nghĩ như vậy. Trọng tài người Nhật Bản vẫn rất kiên định với quyết định của mình. Có vẻ đối phương cũng đã hết quyền khiếu nại trong set đấu thứ hai. Và set đấu thứ hai khép lại với phần thắng 25-23 dành cho Sport Center One. Nỗ lực tuyệt vời của các cô gái Việt Nam trong một thế trận vô cùng khó khăn khi mà đối phương chắn bóng quá tốt. Và bây giờ thì mọi thứ lại trở về thế cân bằng. Chúng ta vừa theo dõi lại tình huống tấn công của Thanh Thúy. Đường bóng khá nhanh. Cũng có lý do khi các cầu thủ bên phía Liao Ninh Đông Hua cho rằng bóng chưa chạm tay chắn. Nhưng trọng tài đã quyết định điểm dành cho Sport Center One. Và chúng ta sẽ chuẩn bị hướng tới set đấu thứ 3.
những chỉ số thống kê rất cụ thể trong xét đấu thứ hai. Đối phương có 3 tình huống block thành công. Và chúng tôi cũng xin cung cấp một con số rất đáng sợ trong trận đấu này của Leonic Đông Hua. Sau 2 xét đấu họ đã có được tới 12 điểm block. Trong 4 trận đấu đã qua thì chưa có bất cứ trận đấu nào họ chạm tới con số 12 điểm block trong cả trận. Nhưng ngày hôm nay chỉ sau 2 xét đấu thì đại diện tới từ Trung Quốc đã ghi được 12 điểm block. Trong trận đấu thứ nhất gặp Mông Cổ, họ có được 11 tình huống chắn bóng thành công, đạt hiệu suất 100%. Trong trận đấu thứ hai gặp Kazakhstan, họ có 7 điểm block trên 17 tình huống chắn bóng. Vừa rồi là pha chắn bóng tốt của các cô gái Việt Nam. Điểm đầu tiên trong set 3 thuộc về chúng ta. Ở trận đấu thứ tư gặp Hồng Kông, đại diện của Hồng Kông Trung Quốc thì Leonic Đông Hua có 5 tình huống chắn bóng thành công. Và ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Thái Lan, họ có 9 tình huống ghi điểm với những pha block của mình. Nhưng ngày hôm nay chỉ sau 2 set họ có được 12 điểm trước các cô gái Việt Nam với những tình huống chắn bóng. Hàng sau, bóng trong sân và tỷ số được san bằng 1 đều. Rõ ràng là hàng chắn của đại diện Trung Quốc ngày hôm nay đã chơi rất hiệu quả. Và họ cũng đã tìm ra mảng miếng chiến thuật để có thể khắc chế lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng đang có được những sự điều chỉnh. Và tấn công nhanh thành công, và đó là tình huống dứt điểm ở vị trí số 3 của Nguyễn Thị Trinh. Chúng ta cần nhiều hơn những pha bóng như vừa rồi. Những tình huống đánh nhanh, đánh lao ở khu vực giữa lưới. 2-1 dành cho Sport Center One. Và chắn bóng tốt của Kiều Trinh. Tiếp tục tấn công biên. Vẫn là chắn bóng tốt từ phía các cô gái Việt Nam. 3 cú đánh liên tiếp ở vị trí số 4 và chúng ta đều chắn bóng thành công. 3-1 dành cho Sport Center One. Phần thắng trong set đấu thứ hai đã giúp cho tinh thần của các cô gái Việt Nam được cải thiện rất nhiều. Tình huống chắn bóng tốt với sự góp mặt của Nguyễn Thị Trinh và Hoàng Thị Kiều Trinh. Quả bỏ nhỏ rất nhạy cảm vừa rồi là của đối chuyền Sun Ji-xuân. Một trong 3 mũi công lợi hại nhất bên phía Liaoning Đông Hua, cùng với Lin Xinyu, chủ công mang áo số 16, và chủ công mang áo số 5, Si Bing Thong. Khánh đang bắt bước một không tốt, một tình huống mà libero của chúng ta đã bị giật mình. Tỷ số được san bằng 3 đều. Phát bóng không qua lưới và điểm thứ tư dành cho các cô gái Việt Nam. Nguyễn Thị Trinh là người phát bóng. Tình huống xử lý bước một không tốt của đối phương và đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho các cô gái Việt Nam. Đánh lên. Tình huống dứt điểm vừa rồi là của Kiều Trinh, bỏ nhỏ. Thanh Thúy cứu bóng thành công. Kiều Trinh vẫn tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho chúng ta. Hàng sau Vi Thị Như Quỳnh. 5-3 dành cho Sport Center One. Không còn là một thế trận phải bám đuổi đối phương từ những điểm số đầu tiên như set 1 hay thời điểm đầu set 2 nữa. Bây giờ chúng ta là những người có lợi thế về mặt điểm số. Các cô gái Việt Nam đã dần bắt nhịp được với trận đấu và cũng đã có được những sự điều chỉnh hợp lý về mặt chiến thuật. Đó là điều cần thiết để chúng ta có thể làm nên màn lội ngược dòng trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng đối phương vừa có một tình huống tấn công tốt ở vị trí số 3. Họ tận dụng chiều cao 1m98 của Trang Wen để có thể ghi điểm. 4-5. Và đánh lao rất tốt của phụ công mang áo số 3. Vẫn cứu bóng thành công. Những tình huống liên tiếp mà Khánh đang thiếu đi sự tập trung cần thiết. Nhưng Thanh Thúy vừa rồi đã có một pha chắn bóng tốt để giúp cho đội tuyển Việt Nam giành lại quyền phát bóng. 6-4.
Một pha bóng hú vía với các cổ động viên Việt Nam sau tình huống chạm bóng bước 1 của Khánh Đan. Nhưng chúng ta cũng đã kịp sửa sai. Và tấn công sau đầu tốt vừa rồi là của đối chuyền Sun Seo Chuan. Số 4 thực sự là một mũi công lợi hại với nhiều phong cách tấn công khác nhau. Tình huống đánh bay sau rất hay của đối chuyền mang áo số 4 này. Pha xử lý bước 1 không thực sự tốt của các cô gái Việt Nam nhưng vô tình lại tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Chúng ta đang có những phút giây may mắn ở tình huống vừa rồi. Pha xử lý bước 1 không tốt từ Khánh Đan nhưng Lâm Oanh thì lại tạo nên một pha bóng đột biến với tình huống xử lý hai chuyền của mình. Đối phương cũng đang tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng. Số 4 vẫn rất nguy hiểm, đó chính là Sun Seo Chuan. Bây giờ là Chiang Wen phát bóng. Pha tấn công của Như Quỳnh. Cơ hội dành cho các cô gái Trung Quốc. Cú đánh y rất mạnh của đối chuyền mang áo số 4. Tỷ số được san bằng 7 đều. Cần phải dành nhiều sự quan tâm hơn cho Sun Seo Chuan. Như Quỳnh. Quả bỏ nhỏ khá khó chịu nhưng chúng ta vẫn cứu được bóng. Vị thị Như Quỳnh. Nỗ lực phòng thủ rất đáng khen ngợi của các cô gái áo đỏ. Nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho Sport Center One. Đánh nhanh. Không được rồi. Và tấn công ở vị trí số 3 của Lý Thị Luyến. Không may cho chúng ta khi bóng đập trúng đầu của vận động viên mang áo số 13 bên phía Liêu Ninh Đông Hua. Và trở lại bên phần sân của Sport Center One. Lần hội ý kỹ thuật đầu tiên trong xét đấu thứ 3 này. Sáu mươi giây cho lượt technical timeout vừa rồi đã kết thúc. Đối phương đang có lợi thế một điểm trước các cô gái Sport Center One. Khánh Đan đang liên tục có những tình huống bắt bước một không tốt trong những phút vừa qua. Với đối thủ như thế này, chúng ta cần phải có những tình huống xử lý bước một tốt hơn để thực hiện những miếng đánh nhanh. Vị thị Như Quỳnh, bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Đổi vào điểm dành cho Sport Center One, 8-9. Lại tiếp tục khiếu nại tới từ ban huấn luyện của Liêu Ninh Đông Hua. Họ cho rằng chúng ta đã đánh bóng vào cột anten. Chính xác hơn là có tình huống chạm cột anten.
Sau tình huống chắn bóng vừa rồi thì bóng đã chạm vào cột anten và đó là một quyết định khiếu nại chính xác của Liaoning Đông Hua. Cách biệt là 2 điểm, 18. Thanh Thúy. Pha đánh bóng với cảm giác bóng tốt của Trần Thị Thanh Thúy. Và hàng sau của Liaoning Đông Hua đã phòng ngự không thành công ở tình huống vừa rồi. Cú đập bóng lỏng tay của đội trưởng bên phía Sport Center One. Những tình huống tấn công hàng sau của chúng ta tương đối khó để có thể vượt qua các tay chắn áo đỏ. Bóng ngoài. Tỷ số được san bằng 10 đều. Bây giờ thì đúng là hai đội đang tạo ra một thế trận cân bằng. Không còn bất cứ sự chênh lệch nào giữa hai đội bóng ngày hôm nay nữa. Chúng ta đã thấy rõ sự chênh lệch giữa hai đội trong set đấu thứ nhất, khi đối phương có chiến thuật quá tốt, nhồi bóng bắt Thanh Thúy phải xử lý bước một. Và sau đó khi chúng ta không có được những tình huống triển khai đánh bóng linh hoạt thì họ block rất hay. Đã có điểm dành cho Liaoning Đông Hua rồi. Sau một set 1 vô cùng khó khăn và không tìm ra phương án để hóa giải lối chơi của đối phương thì các cô gái Việt Nam đang dần trở lại. Chúng ta đã thắng trong set 2 và bây giờ thì ở set đấu thứ 3 cũng đang có một thế trận tương đối ổn, mặc dù đối phương vẫn đang có lợi thế về mặt điểm số. Nhưng ngay lập tức các cô gái Việt Nam đã san bằng tỷ số 11 đều. Lần gần đây nhất một đội bóng Việt Nam góp mặt ở vòng bán kết của AVC Club, giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á. Đó là vào năm 2011, cũng chính tại Vĩnh Phúc, với trường hợp của thông tin Liên Việt Postbank. Và năm nay thì Sport Center One đang có được thành tích tương tự, ít nhất là cho tới thời điểm này. Chúng ta đang có cơ hội để có thể viết nên một cột mốc lịch sử mới cho bóng chuyền Việt Nam ở sân chơi AVC Club. Nhiệm vụ trước mắt là phải dành sự tập trung cao độ để vượt qua đối thủ tới từ Trung Quốc, một đối thủ khá khó chơi. Cú đánh vừa rồi là cuộc tiêu chỉnh. Tấn công biên. Thanh Thúy. Thanh Thúy đập bóng tốt và điểm dành cho Việt Nam. 12 đều. Cân bằng thực sự. Đây là lúc mà bản lĩnh và tố chất ngôi sao của Trần Thị Thanh Thúy cần phải lên tiếng, khi mà các cô gái Việt Nam đang phải đối mặt với một thử thách quá lớn. Bước 1 đã hỏng rồi. Đây là cơ hội tấn công dành cho chúng ta. Thanh Thúy. Kiều Trinh. Vẫn chưa có điểm. Và tấn công sau vạch 3m. Điểm dành cho Liaoning Đông Hua. Sẽ có khiếu nại từ ban huấn luyện của Sport Center One cho tình huống lỗi lưới. Trong quá khứ thì các cô gái Việt Nam cũng đã từng chạm trán với Liaoning Đông Hua. Đó là tại VTV Cup năm 2015. Và khi đó chúng ta thắng đối thủ trong một trận đấu nghẹt thở kéo dài 5 set với tỷ số 3-2. Đây là lần đầu tiên Liaoning Đông Hua tham dự AVC Club.
Chúng ta chỉ còn một lần khiếu nại sai cho xét đấu này. Đã có tình huống mắc lỗi lưới nhưng lỗi là của chúng ta chứ không phải của đối thủ. Thanh Thúy, cú đánh bóng rất mạnh và chính xác của Thanh Thúy. Tỷ số được set bằng 13 đều. Thanh Thúy đã tìm được lại cảm giác và sự tự tin sau khi bị đối phương chắn bóng liên tiếp trong set 1. Và đánh bóng lách chắn rất hay của chủ công mang áo số 3. Tuyệt vời Thanh Thúy. Cơ hội tấn công dành cho các cô gái Việt Nam. Thanh Thúy. Pha xử lý rất hay của, có lẽ là của Lâm Oanh. Tưởng như chúng ta đã bị rơi vào thế bị động khi đối thủ có một tình huống chắn bóng tốt. Nhưng phản xạ tuyệt vời của các cô gái Việt Nam đã giúp cho Sport Center One có được điểm thứ 14 trong trận đấu này. Đúng là Lâm Oanh. Lâm Oanh là cầu thủ có nhãn quan chiến thuật rất tốt với những pha xử lý tinh tế và nhạy cảm. Lê Ninh Đông Hùa đang liêu siêu rồi. Tấn công ở vị trí số 3 và đó là Bích Thủy, 15-13. Đây là lúc mà chúng ta có thể vùng lên khi mà tinh thần của đối thủ đang có chiều hướng đi xuống. Pha phối hợp đánh lao rất hay giữa Lâm Oanh và Bích Thủy. Khi niềm tin đã trở lại thì các cô gái Việt Nam sẽ có thể làm được mọi thứ. Lợi thế đang là 2 điểm dành cho Sport Center One. Và đối phương cũng vừa sử dụng một quyền hội ý của mình. Ngay lập tức thì Leo Ninh Đồng Hùa cũng đưa ra câu trả lời với một tình huống phối hợp đánh nhanh của họ. Người kết thúc đó là Trang Wen. 14-15. Đội bóng nào giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay cũng hoàn toàn xứng đáng với những gì họ đã thể hiện cho tới thời điểm này. Một trận đấu quá hay. Đánh nhanh, Bích Thủy vẫn chưa có điểm. Pha bỏ nhỏ cực khó chịu của đối chuyền mang áo số 4 Sun Xiao Xuân. Chúng ta đã thấy được sự khôn ngoan của cầu thủ mang áo số 4 bên phía đội bóng áo đỏ. Rất tinh tế trong pha chạm bóng cuối cùng của mình để có thể ghi điểm. Và tỷ số được san bằng 15 đều. Si Bình Thong sẽ là người phát bóng. Chủ công này có chiều cao 1m89, khả năng bật đà 2m90. Phát bóng ra ngoài và điểm dành cho các cô gái Việt Nam. Technical timeout lần thứ 2 trong set 3. Trận đấu của chúng ta vẫn đang diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn. Giây cho lần hội ý kỹ thuật thứ hai trong set 3 đã kết thúc. Và đó cũng là lượt technical timeout cuối cùng trong set đấu này. Thanh Thúy sẽ phát bóng tấn công rất hồi hộp. Và phát bóng tương đối khó chịu của Thanh Thúy và đối phương đã mắc lỗi ở tình huống chuyền hai. Sau pha bắt bước 1 không tốt với tình huống phá bước 1 từ cú phát bóng của Thanh Thúy thì chúng ta đã có lợi thế và có thêm một điểm nữa. Niềm tin chiến thắng bắt đầu trở lại rồi. Các cổ động viên của chúng ta có lẽ lúc này cũng đang cảm nhận được điều đó. Vừa kết thúc lượt hội ý kỹ thuật thì Leo Ninh Đông Hùa lại phải xin time out một lần nữa. Trong mỗi set đấu thì mỗi đội bóng sẽ có 2 lần xin dừng set đấu để hội ý, mỗi lần kéo dài 30 giây. Và 2 lượt hội ý kỹ thuật vào các
thời điểm, điểm số thứ 8 và điểm thứ 16. Mỗi lần hội ý kỹ thuật technical timeout sẽ kéo dài 60 giây. Từ việc không phải hội ý bất cứ một lần nào trong set 1 tới việc ở set đấu thứ 2 bắt đầu gặp khó khăn, và tới set 3 này liên tục phải xin hội ý. Phần nào chúng ta cũng có thể hình dung được thế trận mà Liaoning Đông Hua đang phải đối mặt khi Việt Nam có được những sự điều chỉnh. Chắn bóng tốt. Vẫn là mũi công mang áo số 4 ghi điểm. Một trong những cầu thủ ghi điểm rất ổn định bên phía Liaoning Đông Hua trong trận đấu ngày hôm nay, đó chính là đối truyền Sun Chiao Xuân. Chúng ta vẫn cần phải dành nhiều sự quan tâm hơn cho cầu thủ mang áo số 4 này. Pha xử lý hai chuyền rất hay của Đoàn Thị Lâm Oanh. Quá nhiều lần tại giải đấu năm nay chúng ta đã thấy được những pha xử lý tinh tế như vừa rồi và mang về điểm số của Lâm Oanh. Một pha xử lý bóng bằng tay phải. Thông thường với những cú đánh hai chuyền như vừa rồi thì các vận động viên sẽ thường có xu hướng sử dụng tay trái. Nhưng Lâm Oanh đã có một cú đánh rất hay. Ngay sau đó thì đối phương đã rút ngắn được cách biệt. Tỷ số là 17-18. Khoảng cách vẫn luôn là rất xít sao. Tình huống đánh y rất khó chịu của đối phương. Cú đánh dọc biên khiến cho Kiều Trinh không kịp trở tay. Như Quỳnh. Như Quỳnh đánh bóng trúng hàng chắn và có điểm dành cho Sports Center One. 19-17. Trận đấu thứ 3 này có thể coi là trận đấu bản lề của hai đội bóng. Đội nào giành thắng lợi trong set 3 sẽ có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng chung cuộc. Cầu phát bóng của Lâm Oanh. Khánh đang phòng thủ tốt. Như Quỳnh, điểm thứ 20 dành cho đội tuyển Việt Nam. Ta đang chơi vô cùng hưng phấn và cũng rất chính xác trong những quyết định xử lý của mình. Một chút lo ngại khi Khánh đang mất tập trung ở thời điểm đầu set 3. Nhưng vừa rồi thì Libero mang áo số 12 đã có một pha cứu bóng tốt để mở ra cơ hội ghi điểm cho Như Quỳnh. Khánh đang chính là người luôn biết cách truyền cảm hứng cho những người đồng đội của mình bằng sự hồn nhiên và tinh thần thi đấu máu lửa. Lần hội ý cuối cùng mà Liaoning Đông Hua có được trong set đấu thứ 3 này, và họ đã quyết định sử dụng nốt quyền hội ý của mình. Bây giờ thì chính các cô gái Trung Quốc mới là những người đang hứng chịu một thế trận khó khăn, những gì mà chúng ta đã phải nếm trải ở trận đấu thứ nhất bây giờ đã thuộc về họ. Tiếp tục là Lâm Oanh phát bóng. Rất tin tưởng vào cầu phát bóng của Lâm Oanh. Tấn công sau vạch 3m. Cơ hội tấn công sau đầu, và đó là tình huống ghi điểm của Hoàng Thị Kiều Trinh. Chúng ta đang càng chơi càng hay. 21-17 rồi. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như thế này thì chúng ta sẽ có vé góp mặt ở trận đấu chung kết lịch sử. Đánh biên. Đối phương vẫn tiếp tục bài miếng là đánh biên. Như Quỳnh tiếp tục tấn công ở vị trí số 4. Nhưng chúng ta chắn bóng tốt. Đó là pha xử lý hay của Hoàng Thị Kiều Trinh. 22-17, khoảng cách 5 điểm và chúng ta chỉ còn cách thắng lợi ở set 3 có 3 điểm nữa mà thôi. Các cổ động viên có mặt trực tiếp tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc cũng như đang theo dõi trực tiếp trên các kênh sóng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup đang được chiêm ngưỡng một trận đấu đầy cống hiến, một trận cầu mãn nhãn. Việt Nam của chúng ta đang có lợi. Tỷ số đang là 22-17 trong set đấu thứ 3. Cầu phát bóng tiếp tục vẫn là của Lâm Oanh. Bắt bước một hỏng rồi. Đánh biên. Khánh đang phòng thủ tốt.
Cơ hội tấn công dành cho các cô gái Sport Center One. Kiều Trinh. Đối phương rất cố gắng để phòng ngự ở tình huống này. Vi Thự Như Quỳnh. Một tình huống bóng bền giữa hai đội. Bóng ra ngoài và điểm dành cho Việt Nam. 23-17. Tình huống dứt điểm dọc biên không thành công của Leo Ninh Đông Hùa khi bóng đã ra ngoài sân. Khi chúng ta thi đấu càng hưng phấn thì cũng đồng nghĩa với việc tâm lý của đội bạn sẽ bị dao động rất nhiều. Đây sẽ là lợi thế cho chúng ta ở thời điểm này. Lâm Oanh vẫn đang phát bóng. Hy vọng rằng Lâm Oanh sẽ phát bóng cho tới khi xét đấu này kết thúc. Vi Thị Như Quỳnh. Điểm dành cho Việt Nam 24-17. Và chúng ta có quá nhiều cơ hội để có thể giành set point ở set đấu này và vươn lên dẫn trước. Có lẽ tất cả các cổ động viên đều không nghi ngờ vào điều đó. Sẽ có set thắng thứ 3 dành cho đội tuyển Việt Nam khi chúng ta đang có khoảng cách lên tới 7 điểm so với đối thủ. Và đây cũng là lúc mà hàng phòng ngự của Lai Nương Đông Hùa đang bắt đầu có những dấu hiệu chệch choạc. Vẫn là Lâm Oanh. Pha phối hợp đánh nhanh rất hay của đối phương. Đổi vào điểm dành cho Leo Ninh Đông Hùa. Cầu lên điểm của Lâm Oanh cuối cùng cũng chấm dứt. Và điểm thứ 25. Tuấn Kiệt là người nổi tiếng về khả năng tính toán và điều chỉnh chiến thuật. Tại AVC Cup 2022, chúng ta cũng đã chạm trán, có thể nói là đội hình 3 của Trung Quốc. Và cũng đã tạo nên nhiều bất ngờ cho đối thủ khi chỉ chịu khuất phục sau 5 set đấu. Trong trận đấu đó có sự góp mặt của chuyền hai Sun Haiping, cầu thủ mặc áo số 7 bên phía đội bóng áo đỏ. Chắn bóng tốt. Mọi vị trí của Sport Center One đều đang chơi hay ở thời điểm này, cả trong tấn công lẫn phòng ngự, và chúng ta vừa ghi thêm một điểm nữa. Những pha xử lý bước 1, bước 2 không tốt khiến cho mũi công lợi hại nhất bên phía Leo Ninh Đông Hùa. Mũi công nguy hiểm còn lại là Sun Chiêu Xuân cũng mắc lỗi. Kiều Trinh vừa phát bóng. Bóng trong sân, đổi vào điểm dành cho đại diện Trung Quốc. Dù mất điểm nhưng tâm lý của các cô gái Việt Nam lúc này vẫn đang là rất thoải mái. Chúng ta dẫn trước ở set đấu thứ 4 và đang dẫn trước 2-1 sau 3 set. Pha xử lý trong tư thế không thuận lợi của Lý Thị Luyến. Một pha phối hợp đánh lao điều chỉnh không thành công của các cô gái Việt Nam. Vẫn đang có lợi thế 5 điểm nhưng huấn luyện viên Tuấn Kiệt đã quyết định sử dụng quyền hội ý trong trận đấu này. Gần như không còn bất cứ một ghế trống nào trong nhà thi đấu có sức chứa 3.000 chỗ ngồi của tỉnh Vĩnh Phúc. Thật sự là hạnh phúc với những cổ động viên có mặt trực tiếp tại đây để được chứng kiến và chiêm ngưỡng màn thể hiện của hai đội bóng trong trận đấu này. Thanh Thúy, bóng trong sân, đổi vào điểm dành cho các cô gái Việt Nam. 18-12. Thanh Thúy ngày hôm nay nhập cuộc không tốt và liên tục đánh hỏng trong set 1. Không vượt qua được các tay chắn đối phương. Nhưng lúc này thì đội trưởng của Sport Center One đã trở lại.
phát bóng rất tự tin. Chắn bóng tốt và đó là Lâm Oanh. Lâm Oanh đang đảm nhiệm quá nhiều vai trò khác nhau. Chuyền hai, phòng thủ và cả tấn công nữa. Một trận đấu tuyệt vời của cá nhân chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh. Chuyền hai đang thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Thông tin. Chắn bóng rất hay và các cô gái Việt Nam có thêm một điểm nữa. Chiến thắng đang ở rất gần với chúng ta rồi. 5 điểm nữa để chúng ta có thể có được tấm vé vào chơi trận chung kết. Và hiện tại ở set đấu thứ 4 chúng ta đang hơn đối thủ tới 8 điểm. Một mình Lý Luyến đã chặn đứng tình huống tấn công ở giữa lưới với cú đánh ở vị trí số 3 của Si Binh Tong. Một trong 3 mũi công nguy hiểm nhất bên phía đội bóng Trung Quốc. Thanh Thúy vẫn đang giữ được cầu phát bóng của mình. Phát bóng tấn công rất mạnh. Nhưng đối thủ đã ngắt được mạch lên điểm của Thanh Thúy. Như Quỳnh không vượt qua được các tay chắn đối phương. 14-20. Vẫn thật sự cần sự tập trung ở thời điểm này. Sự tập trung cao độ. Chắt chiu từng cơ hội. Không cho đối thủ bất cứ hy vọng nào. Hàng sau, cú đá bóng tuyệt vời của Trần Thị Thanh Thúy. 21-14 dành cho đội tuyển Việt Nam. Và chuyền bóng quá đẹp mắt của Đoàn Thị Lâm Oanh. Tình huống phối hợp giữa một người con Quảng Bình và một người con Bình Dương. Hai trong số những cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ là cầu phát bóng của Lý Thị Luyến. Lý Thị Luyến là cầu thủ có quê ở Hưng Yên. Chắn bóng tốt và điểm dành cho Sport Center One. Chúng ta đã đánh sập tinh thần của đối thủ rồi. 22-14, 3 điểm nữa thôi. Lịch sử sẽ gọi tên các cô gái Sport Center One. Ở trận bán kết thứ nhất thì Diamond Foot cũng đã lần đầu tiên ghi tên mình vào chung kết. Sau khi họ chỉ giành được hạng 3 ở mùa giải năm ngoái, cũng là thành tích tốt nhất của đội bóng Thái Lan. Và ghi điểm ở vị trí số 3 của Lenin Đông Hua. Cú đánh của Nguyễn Thị Trinh. Đưa bóng ra biên, Vi Thị Như Quỳnh. Bóng nảy đi rất xa và không còn cơ hội phòng ngự cho các cô gái Leo Ninh Trung Quốc nữa. 23-15. Những diễn biến thật sự là bất ngờ nếu như chúng ta theo dõi những gì xảy ra ở set đấu thứ nhất. Tưởng như sẽ là một thế trận chênh lệch khi mà Leo Ninh Đông Hua chơi quá hay và quá hợp lý trong set đấu mở màn. Nhưng không, tinh thần tuyệt vời của các cô gái Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc đúng chỗ. Hàng sau của Thanh Thúy, đập bóng cắm sàn và điểm thứ 24 dành cho Sport Center One. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay của chúng ta rồi, cũng như là tấm vé góp mặt ở trận chung kết nữa. Chúng ta sẽ gặp Thái Lan ở trận chung kết. Tới thời điểm này thì có thể khẳng định như vậy. Lâm Oanh phát bóng. Messpoy cho đội tuyển Việt Nam. Tấn công ở vị trí số 4. Như vậy là vẫn chưa có điểm kết thúc ở trận đấu này. Đây sẽ là khoảnh khắc lịch sử với bóng chuyền nữ Việt Nam.
Lin Xin Yu phát bóng, bóng ra ngoài và chiến thắng dành cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Một chiến thắng tuyệt vời, thể hiện tinh thần quả cảm, những sự điều chỉnh đúng lúc, đúng thời điểm. Khả năng thích nghi của các cô gái Việt Nam cùng những nỗ lực tuyệt vời của Thanh Thúy và các đồng đội đã giúp cho Việt Nam lội ngược dòng thành công để đánh bại đối thủ bằng tỷ số 3-1. Chúng ta sẽ góp mặt trong trận chung kết của AVC Club 2023. Lần đầu tiên chúng ta góp mặt ở trận chung kết của giải đấu này sau khi chỉ đứng hạng tư với thành tích tốt nhất vào năm 2011, cũng ngay chính tại Vĩnh Phúc với thành tích của Thông tin Liên Việt Postbank. Những năm nay thì chúng ta đã đặt một cột mốc mới trong lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam ở sân chơi châu Á. Một chiến thắng thực sự là quả cảm và đáng khen ngợi của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Chúng ta sẽ hẹn Thái Lan vào lúc 19:30 tối ngày mai trong trận đấu cạnh tranh chức vô địch cũng như tấm vé duy nhất đại diện cho châu Á tới AVC Club World Cup được tổ chức vào cuối năm tại Trung Quốc. Một lần nữa xin được chúc mừng chiến quả rất đáng khen ngợi của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Xin được chúc mừng Thanh Thúy và các đồng đội. Những giọt nước mắt có lẽ là cũng sẽ rơi trên gương mặt của nhiều vận động viên Việt Nam và cả những cổ động viên yêu mến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này. Một trận đấu giàu cảm xúc và chúng ta đã có một màn lội ngược dòng quá ấn tượng. Đúng là những gì đã xảy ra với Liao Ninh Đông Hua trong trận đấu với Diamond Food đã lặp lại ở cuộc đọ sức ngày hôm nay. Họ thắng trước một set nhưng thua ngược 3-1.